Một người bị HIV/AIDS bị gù lưng có được xuất gia không? Thì vào thời của Phật thì không có cái bệnh HIV, nhưng mà những cái căn bệnh mang tính truyền nhiễm thì không có cho xuất gia. Cho nên ở đây là tùy vào các vị mà hành theo luật, các vị luật sư, các vị trưởng lão, thì các vị đó có cho hay là không. Bởi vì nếu xét theo cái kiểu là bệnh truyền nhiễm thì với tính chất như là các cái bệnh trong 10 cái câu hỏi thì có thể là không cho xuất gia đấy. Còn bị gù lưng thì được xuất gia sa di, nhưng mà không có cho xuất gia tỳ kheo. Tại vì cái hình tướng nó bị khiếm khuyết.